Đảng ủy khối cơ quan doanh nghiệp tỉnh vừa tổ chức bế giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đảng viên mới K62. Lớp bồi dưỡng có 81 đảng viên mới đến từ 26 chi bộ đảng bộ trực thuộc đảng bộ khối cơ quan doanh nghiệp tỉnh. Trong hơn một tuần, các học viên được tìm hiểu, học tập một số chuyên đề gồm chủ nghĩa Mác Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, dân chủ, xã hội chủ nghĩa, xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, đường lối phát triển kinh tế xã hội, nguyên tắc tổ chức, hoạt động của đảng và công tác xây dựng đảng ở cơ sở, phấn đấu rèn luyện để xứng đáng với danh hiệu người đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam. Kết quả 100% học viên đạt yêu cầu, được cấp chứng chỉ hoàn thành khóa học, trong đó 27 học viên đạt loại khá giỏi.